Khách sạn lớn nhất thế giới First World nằm trên cao nguyên Genting, nơi được gọi với cái tên thành phố không bao giờ ngủ của đất nước Malaysia. Gây ấn tượng bởi đây là khách sạn lớn nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness mà nó còn được lưu truyền với một bí ẩn khó lý giải tại tầng 21. Khách sạn xây dựng kết nối với First World Plaza được hoàn thành vào năm 2005, rộng khoảng 46.000 m², với số lượng phòng ngủ khủng đáng nể 6.118 phòng và 10 nhà hàng. Bên ngoài First World gồm hai tòa nhà màu sắc sặc sỡ nhìn ra công viên giải trí Genting Highlands. Khách sạn luôn kín phòng vào cuối tuần và mùa cao điểm. Đây là địa điểm quen thuộc và nổi tiếng với dân du lịch nước ngoài, trong đó có nhiều khách du lịch Việt Nam cũng từng nghỉ chân tại đây. Tuy nhiên, bên trong tòa khách sạn đồ sộ, hoành tráng khiến mọi người choáng ngợp này lại chứa một bí ẩn được truyền tai nhau mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Điều bí ẩn khiến nhiều người thắc mắc tại sao cả thang máy lẫn thang bộ ở tháp 1 đều đưa bạn đi từ tầng 20 đến tầng 22 mà không qua tầng 21 và không rõ lý do. Trong buồng thang máy chỉ hiển thị tầng 20, sau đó chuyển tiếp sang tầng 22. Điều này đã trở thành nguyên căn của lời đồn ma quái về tầng 21 bí ẩn ở First World. Không hiếm người tò mò đã ấn thử từng tầng một, tức bấm từ tầng 19 lên đến tầng 20 và sau đó thang máy mở ra vẫn là tầng 22, để so sánh thời gian và phát hiện ra rằng quãng thời gian là như nhau. Nhiều khách còn đi thang bộ để kiểm chứng và phát hiện ra rằng tầng 20 đi tiếp nữa sẽ là tầng 22. Song, có nhiều lời đồn về tầng 21 tại khách sạn này, trong đó có ý kiến cho rằng số 21 có thể là một con số không may mắn như số 4 của người Trung Quốc hay số 13 của người phương Tây. Nhiều người cho rằng khách du lịch đa phần đề cao vấn đề tâm linh hay sự may mắn. Tuy nhiên, giả thiết này không có cơ sở vì ở tháp số 2 không có điều bí ẩn này, tức là vẫn có tầng 21. Trong hầu hết các tin đồn về tầng 21, câu chuyện được mọi người biết đến nhiều nhất chính là vụ án. Một cô gái làng chơi đến từ Trung Quốc bất ngờ bị sát hại rồi giấu xác dưới gầm giường của tầng 21, song vẫn không có bằng chứng cụ thể nào ghi lại vụ án đẫm máu này. Được biết, khách sạn đã xảy ra nhiều vụ tự tử do thua bạc tại sòng bạc hợp pháp duy nhất ở Malaysia, nhưng không có dữ kiện nào nhắc đến tầng 21 và tháp 1. Đến nay, dù chưa có cơ sở xác thực nào, nhưng khách đến đây đều được nhân viên hướng dẫn rằng hãy mở toang cửa sổ, tạt nước vào nhà vệ sinh và bật hết đèn khi vào phòng như một liệu pháp để trấn an tinh thần hay để tránh một điềm nào đó vẫn không ai hiểu được. Theo trang TripZilla, khách sạn First World đã được liệt vào danh sách 8 điểm đến ma quái có thật, hay trang Stub cũng cho rằng đây là một trong những khách sạn bị ma ám ở châu Á.